cũng cái mình trần đi qua. Thôi để lấy địa bàn để đựng cho nhiều hơn ba đâu. Hello, xin chào tất cả anh em và các fan hâm mộ đã quay trở lại ARK Gaming Online. Và ngày hôm nay thì mình và Vinh và Tài sẽ đi chiếm một cái căn nhà ha. Thì căn nhà này do anh Tài phát hiện ra chứ mình từ nãy giờ là dạng mà người cá. Người cá mới lên chứ chả biết gì hết, là đứng đây chờ nó dẫn đường đi thôi. Tao nhà tao cài chết mẹ tao, kêu tao chiếm nhà tao giác cái mình không, mình trần qua bờ đông mà bỏ mình. Mày là dạng cái này là coi như là container chở đồ đó anh em. Nó kéo theo cái thùng công để cho anh đựng đồ phụ. xe thồ 700 mấy sức chứ. Vậy chứ. Nhà bự mày. Nhân cài cuốc mà. Nhà to không? Ủa bay đâu rồi? Dạ. Yeah. Tao chờ chưa gì bay mà em đang coi Valorant đang bắt. Đâu, đó cô. Ờ anh tỉnh vậy không biết đi đâu. Thiệt chứ ở nhà này làm gần chết. Tao đảm bảo hồi lát anh tỉnh lại có Valorant chết chắc. Rồi để coi có đúng không. Ngay con... gần chim bới thai vậy. Ừ, con chim bới thai chắc bên nơi nào cũng chết à. Không sống nổi không. Ở nhà làm xù đầu xù cổ cái kêu đi chiếm nhà cái gấp cái đầu mình đi chiếm nhà người mình tới đấy đầu trọc đây mình không đi qua bển giờ không có miếng giáp miếng gì hết đơn giản tinh giản vậy nhà. Thôi theo chứa đồ được rồi để tụi tao làm cho mày giáp dùng gì qua đây này, này. Qua đây mày chặt đồ các kiểu kìa này chiếm nhà trong đây thì dễ quá nhắc. Rồi phải không mẹ con rắp to mày gấp mày thử rắp to thôi đâu cần phải tính mày hướng mày thử rắp to đi hồi lát cũng có đứa đi đứt rồi tao đảm bảo chiếm nhà cũng lên giường có chiếc thuyền bay vào hướng kia trước đi không xây giường sẽ giết gì hết qua cái đây hướng đây nè rắp to thì chứ còn không cho tao đừng cây súng cây gì luôn thì chứ súng đạn gì đã nói mày đi theo mày thồ thôi đấm bằng tay chứ mình toàn cài cho nó à. Xài không à đậu đây thấy chơi có chiếc thuyền đậu mé với lại cái nhà tao đủ đuôi hai chiếc luôn ba chiếc luôn ghém cái thuyền lắm chạy vô nhà mình không đủ rồi. Để tao em không kết đâu xong có mày nhà này cứ được mớ mày ờ gồ cái nhà ăn yếu cướp chứ yếu mày mới cướp với năm viên rocket xong mạnh sao cướp đẩy đi Ê, không tới mày, sẽ tới. Mày bắn nhà đằng trước rồi, mày bắn nhà anh kia trước hả? Thôi cứ bắn hết bông đi. Bắn nhiều đầy hết thì cứ bắn hết đi, chiếm chứ nhà nào cũng bắn hết, bắn hết. Con khỏe. Sao có con cây vậy? Thì cái láng đó phải bắn ngay đó, rồi bắt đầu bắn vô nhà. Bắn gì không? Bắn đâu hả? Bắn đâu đó ông nội. Trời ơi, tao đánh hậu danh mà mày. Vậy hả? Mày bởi vậy không biết gì hết. Không biết cái chứ thấy chưa. Tao thấy mấy bông sao tao bắn mấy bông sao trước. Chẳng qua bắn hụt không bắn không biết nhiều điên nhiều khùng. Sao không biết mày. Chơi sang ta. Sang xong sang. Này chọn lựu đạn vô cũng được chứ chơi rocket không bay. Trời đất ơi. Nhà có rocket chứ rocket chứ. Còn cây đây nữa nè. Làm luôn đi chứ. Vinh Vinh đưa đầu rồi. Đưa đầu rồi. Rồi vô đi. Thì có một cây bông kia đó. Chết rồi chùm cũng lông. Lỗ sặc máu. Bên kia kìa. Bên kia. Có cái giường kìa. Coi kệ. Còn cái nhà trong đây nè. Có cây bông nè. Cái nhà nhỏ nè. Cái nhà nó trong á. Biết rồi mày. Cái này với cái chuồng che mắt thôi. Còn cái thì đằng kia nữa. Thì cứ lượm đồ coi. Cái này cất tủ mà phăng. Có phân hay không mày ơi. Chỗ thì đừng phân. Tao dạo này thiếu lắm mày đây ơi. Nè trong đây nè thấy không. Trời. Đâu đuôi mày. Cái thiền. Này nhà cái thiền. Anh rồi hả. Kìa đó đã bắn bây giờ. Lấp lấp vô. Thấy tài này bắn rocket này nguy hiểm lắm. Bắn bông đó không bắn mày ơi. Ờ không bắn đâu. Đó đó. Thấy chưa. Là có gì vậy? Còn cây trên nóc mày ơi. Còn cây trên nóc trên đó đó. Né ra. Còn cây bên đây nữa nè. Rồi bắn luôn đi. Quýu tao cây trên thuyền nữa. Rồi tao bị văng game rồi. Cây đó để tao bắn cho. Chuột có nhà sắt trong kìa mày. Che giấu cái nhà sắt. Che giấu cái nhà sắt trong. Hay lắm chuẩn.
Nè, cái nhà xác kia thấy không? Qua đây nè, coi nè. Mày đứng đâu rồi? Thấy rồi, tao đây nè. Giấu gì giấu đồ. Cái nhà ở đây trước đi nè. Rồi, che giấu tội đồ. Mày bắn đi, bắn đi, bắn chứ đi. Đừng bắn nhiều, bắn lượt rồi. Bắn cái từ từ thôi. Vô. Có đồ quá trời nè, lụm. Chắc chắn có rồi. Biết nãy tao đem mấy cái lựu đạn lên tao phá tủ. Trời ơi, thiệt nhà nghèo. Ăn dầu sắt gì đó lụm hết đi. Mấy đồ này này vô kêu kêu nhà nghèo vậy mà mấy tụi cũng làm được nữa. Cái nhà sắt bên kia kìa. Rồi thấy rồi, đâu đuôi thiện bao che mua đồ. Làm mấy cái nào làm được làm đi. Phá đó đi. Để tao. Tao chờ nhà sắt bên đây. Ham. Lụm được lụm ở đây đi, lo kia. Thì chứ gấp cái mạng già tao vô, giờ tao văn game rồi tao phải vô lại. Bên kia có đồ giá trị gì nó mới xây nhà xác á, chứ cái này. Nhà xác gì có chắc lộn được cái cửa đó mày ơi. Cửa hả? Xây hai lớp mà. Còn vàng thịt. Đù, có bông trong nhà luôn ta, ghê ta. Dao quá trời nè, rơm nè, tao biết lấy dao cũng... rơm mà. Nhưng mà cũng đi đứt thôi. Đổ mày, đồ không biết nãy giờ hết cả trăm polymer. Cái gì đâu, tao đập lấy lại ba đù ma đó. Lấy cái đống gì. Sao nhà này sống nghèo dữ, nghèo rất một tới, nghèo sớm mặt riệp luôn á. Không phải cái vô, nhà đâu, vô, mới vô, chuyển vô, đồ vô. Qua thôi. Mới chuyển qua đó để phòng thủ thôi chứ còn nhà khác á. Ê, hay là cái chỗ là bạn, nhà bạn của anh Tài. Có gì giỏng không? Không có cái đất họ gì hết á. Tao lụm được món hời là mấy cái bao phân nè. Phân lên đó. Rồi xong rồi đó. Cái thi ra luôn à. Có ca văn đỏ chạy vô. Hốt hàng. Nè trong mình đọc nè, thấy chưa, nhà thiếu thốn mình đọc không? Thôi để tao mở phim tao coi cho rồi. Trời á. Có ở đâu? Mình không, tao đem qua đây, tao còn đem mấy trăm sáp qua tao còn có giá trị hơn cái nhà đó nữa. Có khi nào giấu đồ trong khủng long không có mày? Giá trị hơn nhà đó. Suy nghĩ tiêu cực cái đi nhà, coi. Chỉ có cái nhà nhỏ hổm tao chiếm mới là thơm nhất. Không, tao chỉ nhà vô chiếm đồ không. Chỉ có ê, ê, mà kệ nó mày ơi. Ê, bệnh lao. Trời ơi, có 46 thiệt. Nằm cho, đó rồi không thấy rồi. Cho một viên sóc lọ. Tao làm xong rồi hả? Da mày làm được bộ đồ da không? Khoe dữ à. Thì sao? Thì chứ đang làm gần chết nhà mà nó, anh em thấy không? Mình đang làm gần chết nhà, gấp cái mạng già mình qua đây giờ cái xâm văn game có buổi vô xong rồi không có gì hết giờ đi về. Có đồ đi mày, có cái đống nè. Cái nhà lén nhách luôn. Nó cũng bắn, nó bắn pháo sáng, cắm cái cờ trước nữa. Dán cái hình mẹ già luôn, cài văn lỏ vô biết. Phải mà trong đây mà cái cờ mà già in hình được mẹ già lên đây thôi. Rồi đó. Làm dấu hiệu, ký hiệu. Rồi còn hai viên rocket nè, đem 9 viên, bắn 7 viên lỗ vốn. Khi nào ở nhà nhỏ này có đồ không? Cái này chắc xây cầu ỉa chứ xây nhà cái gì. Nó nói có mấy cái nhà nhỏ nhỏ trong rừng đỏ vậy chứ có đồ nhiều lắm mày. Nó nói vài bữa ta xây cầu ỉa tỉa thử coi. Đâu rồi, nhà bạn Tài đâu rồi? Cái nhà đằng đây bị chiếm chưa? Nhà nào? Cái nhà mà lúc trước mày vô bị đục lỗ quá. Chịu nước nè. Đục lỗ xong trám là cái lỗ rồi. Ừ. Chưa, nhà đã chưa chiếm. Nay có bông rồi trồng đó mày. Đừng giỡn. Tao nói gì đâu. Anh điêu. Đó rồi, ghê lắm á. Hai cây luôn. Có được mấy hơi ở đây nè. Giờ đứng trên nào cầm rocket đứng trên, bắn xuống đi. Sẵn đây làm tới làm luôn Tài, ở đây mày làm luôn cái này đi. Để mày xuống đi, tao gấp mày cái bắn vô. Trồng bông chiền được ống nước luôn. Ghê vậy? Thiệt chứ mấy cái nhà nhỏ nhỏ vậy mà đi đè đầu ăn hiếp thiệt chứ. Hiếp gì? Tao bắn đúc vô. Xe
xe cửa sổ. Rồi bắn đi nè, đừng bắn chỉ đó, bắn vào đây nè, đồ lỗ ở đây có cái cổng nhỏ này, chui vô bắn hai cái bông nữa thôi. Ủa sao không bắn bông cha, rocket đi lộn hướng rồi. Từ rồi rồi xong rồi gì vậy, bắn sao bắn trúng hai thằng luôn rồi. Trời ơi, ô thầy bắn rocket rồi chết rồi. Thầy bắn gì, tao gấp tao cho mày bắn, mày tưởng dễ canh lắm hả? Bài dùng bắn để tao ngoài, tao đặt cửa tao công vô là được rồi, tao bắn, tao bắn một viên nổ cửa, tao bắn, tao bắn viên nữa banh banh hàng bông. Vậy kêu tao kêu cái cửa nhỏ này không bắn bị chơi bà... được chi vô mệt thì bảo vậy. Vinh cũng thấy hay, quan trọng giờ thằng nào bắn, thằng nào bắn kiểu đó biết là tao bắn nhưng mà mày biết khó bắn lắm không, chung trên mày chết, mày canh cho chuẩn rồi bắn mày chuẩn không chuẩn chứ, bắn rồi đỡ thừa nữa chết rồi. Đủ thừa chứ, chết đại bàng thấy chưa, đi bắt lại đại bàng kìa, giờ đại bàng hàng tư sức chứa đâu ra nữa rồi ấy. Ở đầu quỷ đại bàng bắt con cấp 150 cỡ. Tại mày không đi kiếm thôi phải không, đi kiếm cả lô phải không? Người ta không đi kiếm thôi chứ đi kiếm đóng. Thấy anh kia lô với đập đá không? Tao nghe quen quá rồi. Tao đi bỏ tao luôn. Gì? Thôi. Nhà nó để tao đi. Được rồi. Ở nhà cài cuốc đi. Già cả ở nhà làm phải không? Nhà trống đồ ngon không tài? Về ta chưa có vô được, bị ba sừng ủi nè. Như kỳ ủi bỏ mẹ. Đại bàng hồi nãy đã mất khúc máu rồi, cái xong cái chỉnh. Ê cái xác tao bệnh có mấy trăm sáp trong á. Mấy trăm sáp là qua lượm đi. Thiệt khổ. Con quỷ gì bắn hoài không xỉu. Chán ghê chứ, giờ đi Baradon luôn rồi. Ủa đại bàng mày cũng chết luôn sao kỳ tài? Vậy tao bắn cái nổ chết luôn. Đù. Ngày tàn của mấy đại bàng. Vô đây coi coi. Trời ơi con quỷ gì sao bắn hoài không chết, trời cấp 15 bắn lâu chết lắm mẹ ơi, cũng lâu nhà ta bắn lâu chết lắm. Chứ không phải là năng máu gì đâu. Nó không phải năng máu gì đâu, tại cũng lâu nhà ta thì bắn lâu chết vậy thôi chứ. Cái 15 bắn của trời nè. Này thì siêu diệt. Cái nhà vậy cũng ráng vô cướp cô nhỏ nữa thì nghe tao chết chẳng tiện cướp luôn. Thì nghe sẵn tay tao làm luôn rồi, thấy tao quơ luôn hả? Quơ xong mới về bắt đại bàng lại luôn á. Có vô được chưa, nếu không tao bắn em viên nữa. Tao vô cũng được mày. Tao bị ra đó nãy tao chuối xuống nước cũng bao nhiêu nước luôn. Tao vô sao mày ra, vô sao mày ra. Bởi vậy mày né rồi tao bắn vào lỗ. Né đi. Hay lắm, chết hết, chết chùm luôn. Cái gì vậy? Bệnh rồi mày ơi. Ừ. Vô cái tao mày bệnh luôn rồi. Gà nó lây bệnh. Có gì trộm? Có nhiều đồ. Trộm cái mày, dán cái mặt mày hết toàn tính là ai không? Ê, có bột vàng này mày lấy được á. Khỏi làm. Mày đập cái tủ đi coi tài. Hay là tao tặng cho nó viên rocket. Gì giờ tao bệnh luôn rồi đây. Gà kìa, hên là chế 4 bình trị bệnh nhà rồi đó. Kè nè, cái tủ này lấy búa đập. Tủ lạnh đồ á, binh. Tao giờ mạng già tao có gì đâu đập. Tủ lạnh không có gì hết. Có tầng trên nè, tầng trên chắc có gì đâu. Leo lên tầng trên nãy tao lên tao lục hết rồi. Có cái đách họ gì, mấy cái chi tin đồ không à. Dạ vậy cũng làm được nữa. Mày lỗ hai cái đại bàng nữa chứ, thiệt chứ bữa nay ngày lỗ à. Lỗ cái gì? Mày đẩy viên rocket vô cái gì mọi chuyện sao vui. Có cái dễ chế lại cho. Bắn đây biển đập quá. Đâu rồi, bắn đi, bắn hồi bắn rồi bắn chích chùm đi. Chích chùm là cái chắc rồi đó. Bắn đi rồi chạy. Giờ chiếm nhà chiếm rocket không? Bí thiệt chứ. Nè đứng ngoài nè. Đứng chỗ Vinh đứng nè đó. Thì đó. Nạp vô có nổ chích chùm. Né nó ra nha. Mày nguy hiểm lắm. Mày bắn cái gì vậy? Bắn ngay cầu thang nữa chứ. Tao nói rồi. Tao nói trước. Thì chứ giờ 2 phút mới được hồi sinh. Tao nói rồi né nó ra đi. Không nghe. Thua.
Tao bắn vậy chứ bắn sao? Mày lượm cái xác lại cho tao, tao giờ hổ qua bển nữa đâu hết rồi. Nhà này ngon này, được cái đầu ngoại trang của T-Rex nè. Được. Vậy ngon á. Đồ ngoại trang T-Rex tao có trong tủ kia, tao cắt cái. Nhiều đồ ngoại trang đẹp lắm, kiếm đồ lắm đó nè. Đồ. Tại cướp cái nhà đó là lừa rồi đó mày. Giờ chết ba con đại bàng cũng chịu nữa. Tàn đồ ngon không? Đồ ngoại trang thôi. Tại quỷ dinh nè, đáng lẽ đâu có chết đâu. Tao đứng đó tao bắn à, cục rang quay quanh nè, nè tao rớt xuống cái đẩy vô cái tường. Má. Tao cái này là từ khi đấm mới rớt, còn cái này đẩy không bao giờ rớt, tại mày làm rớt thôi, tự rớt thôi. Phải chứ. Ừ ôi. Một cú người nói gọi là double kill. Mày tự lượm đồ, mày lượm đồ của tao về à? Còn tao còn xíu nữa tao qua tao kêu luôn rồi. Thiệt chứ. Ủa. Bắn đâu kết bắn vậy chứ ăn sao. Hai lần luôn, lần thì chết đại bàng. Một lần trước thì thầy đổ thừa bị đậu đại bàng xong nó rung quá à. Tao đâu rồi, có đó, chống rung hết, đâu. Hết đổ thừa được. Còn lần thứ hết hai là không phải đổ thừa được nữa chứ. Rồi đấy mày nia, mày đưa mày đục trúng tao rồi sao không biết được. Nó rút két là phải bắn dạng trình độ đỉnh cao đẳng cấp gì mày biết không? Ừ. Bắn riết ra coi ít nợ ít luôn rồi. Chán quá sao giờ. Coi mày lấy vô bánh hạng. Nhanh qua lượm đồ coi, đường đi về coi. Giờ nặng. Tao cài mua mờ ganh ga, cái sau đó tao mua con. Nặng con gì nữa đâu lượm. Nãy bỏ đồ vô đại bàng quá trời bỏ luôn. Vô lượm hết rồi. Vinh đó hả? Tao mấy đồ có vô. Tao có lượm gì đâu. Chưa qua lượm đồ thì đem đi xuống nhắm đi chứ. Chắc tao có mấy trăm sát không á. Lượm nhanh đi, tao đẹp đi hỏi tao lượm đồ mày không được. Thì bay về. Để tao qua tao lượm. Vậy là cái nhà đó giờ là nhà không rồi hả? Đi bắt đại bàng kìa. Chứ phải vậy không đâu. Còn chi lốc két rồi bắn cái đã rồi chứ. Nó là ôi tuyệt vời. Đù cái nhà bạn tại xe bông lại luôn ta chí vậy. Qua cớp luôn đi. Còn lốc két tài. Không. Hết đạn rồi hả? Chơi còn. Tao về tao lấy thêm. Dạo này tao quả lắm. Con quỷ Baradon này sao không chạy lên, sao không chở được tao. Chị bộ con mẹ lấy Baradon la. Nhà túi quá trời luôn, riết giờ không có gì hết. Gặp gà nó lây bệnh nữa chứ. Khổ. Trong hai tủ nhà lại có gì không? Có ngoại trang không, tại mới cứ kha kha ra. Nhà cất ngoại trang. Không biết nó đâu không có mấy cái đó ta. Chắc tùy theo nước chơi mà nó cấp ngoại trang mày. Không. Tại nó làm được nhiều cái khác nó phải dành chứ. Nhiều cái gì? Tao thấy tao có mấy món ngoại trang mà tại không có, chắc là do chơi lâu rồi lụm gì cái ra lụm mấy chỗ khác hoặc là giết con này con kia. Chứ lại nói giờ nó cũng chơi có nhà dưới nước cũng không chừng, nhà trên đó là đại sứ quán thôi, còn nhà dưới kia là mấy nhà chính. Để cho bắn tốn đạn chơi vậy hả? Cái sáp của Vinh tao đâu biết đâu. Tao bỏ đi. Mấy trăm sáp rồi. Có anh tài anh lộm thì mặt mày anh lộm chứ tao bỏ tay rồi.
Gần Maradon bay chán dữ kìa. Tao cũng biết này bay hay lãnh lượng nữa. Lượng mới nhanh đó mày. Chết mẹ tăng lộn. Làm gì mà cánh không đập mà bay được, cái nguyên lý nào vậy trời? Có gió thổi vậy. Chỉ có mày mới bị lắc vậy chứ. Thì chứ giờ tem giờ không nào chơi hỗ trợ luôn thì cũng giờ tối giờ... rồi mà còn gặp trẻ trâu chán. Giờ vô đánh Liên Quân. Không có thằng nào á, tao tao đòi hỗ trợ rồi điện kêu tao quánh AD đi. Chứ tao quánh AD thì không thằng nào hỗ trợ. Rồi ok. Giờ hai thằng rừng. Đậu cái chuẩn phết. Rồi ok, thì mình nghĩ là video ngày hôm nay thì mình sẽ tạm khép lại tại đây ha. Anh em cảm thấy sao về video của mình hãy để lại comment bên dưới. Và anh em đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới nhất của kênh mình nhé. Cảm ơn mình, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp theo của tựa game ARK. Cảm ơn anh em đã theo dõi video, xin chào tất cả anh em. Và mình xin chúc tất cả anh em và các fan hâm mộ của mình là luôn luôn có một ngày tốt lành nha. Yeah.